Theo camera hành trình chiếc xe này ghi lại cho thấy bên chiều đường ngược lại đông đúc phương tiện. Có lẽ do muốn đi nhanh nên tài xế chiếc xe khách này đã bất chấp nguy hiểm đi ngược sang chiều đường bên kia. Tài xế xe có gắn camera hành trình phát hiện tình huống nguy hiểm đã dừng xe không cho chiếc xe khách đi tiếp. Tuy nhiên sau khi dừng, tài xế chiếc xe khách liền lùi lại và cho xe lách sang trái. Đáng chú ý, ngay sau đó tiếp tục có 3 chiếc xe khách khác cũng nối đuôi đi ngược chiều như vậy, gây nguy hiểm cho các phương tiện đang lưu thông đúng chiều đường.